Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Thăng Ba Duy Hàng Năm, mình là Minh Chí. Đây là một video cực kỳ đặc biệt cho các bạn. Trước đây mình đã gửi đến các bạn cùng khá nhiều trận đấu có sự xuất hiện của thân Osiris trong Obelix. Nhưng đây là một trận đấu cực kỳ đặc biệt khi mà hai vị thân Osiris cùng ra sân. Mình cũng không hiểu tại sao nhân vật Mai Văn Thai lại có thể có được hai con bài thân Osiris như vậy. Người thì tìm ra kẻ thì có đến hai bị sửa thôi các bạn. Nên chúng ta lại đến với một vấn đề mới, đó là làm sao để có thể triệu hồi hai thân ngũ trích. Và đây là chỉ lời giải những cái bài mâm đục, một chiến thuật cực kỳ hợp lý. Mâm đục là cách để có thể triệu hồi được thân ngũ trích không bay lít cực kỳ nhanh thôi các bạn. Một chiến thuật rất hoàn hảo của những mực Mai Văn Thai. Như vậy thân ngũ trích đầu tiên đã được ra sân với rất nhiều con bài mâm đục vừa được ra sân, thì chúng ta có thể đoán được đây là một chế độ trong game Duy Hạt Nắm nhá, thì cũng phải là đấu trường, có thể là chế độ PUBG hoặc là chế độ đấu tuyến chọn. Bây giờ chúng ta cùng nhau chứng kiến khoảng cách mà hai con bài thân Osiris cùng ra sân, rất tuyệt vời thôi các bạn. Là thêm một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử game Duy Hạt Nắm. Hai thân Osiris cùng ra sân. Và Izu quả chọn ngợp với hai con bài này ở đâu hàng. Chúng ta cùng nhau xem lại khoảng cách vĩ đại này nhá. Hiện tại Việt Nam chúng ta cần hơn ngang mạnh để thay đổi được con bài thân của ship này, khiến cho mọi người có ước mơ tìm được con bài thân của ship trở nên tuyệt vọng. Trong khi ở bên Sevatown thì người ta có đến hai con, là bất công. Anh nghĩ đây là một chế độ tiêu vigor, nhưng vật Mai Văn Thai đã chiến thắng rất nhiều và đã sưu tầm, đã lấy đi của đối phương những bài mâm đục này cũng như những bài Osiris. Mình nghĩ như vậy, chiến thuật của những vật Mai Văn Thai là vô cùng hoàn hảo với những con bài mâm đục kia. Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể chứng kiến được giây phút mà hai vị thân cùng ra sân với các bạn. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn video giới thiệu một trận đấu cực kỳ tuyệt vời với sự xuất hiện của hai con bài thân của Osiris cùng ra sân. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video hay hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa. Xin chào các bạn nhé.